Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay thì Khôi xin giới thiệu đến tất cả người chơi một cặp loa. Nói vui là một siêu phẩm đến từ một thương hiệu của hãng Fisher, dòng loa bass 4 tấc XB99K, một trong những cái model rất là hiếm. Và đặc biệt cái dòng K này thì nó là được gọi là cái dù á, thì nó lại có cái căng đẹp nhất. Bình thường thì chỉ là căng vải bố thôi, còn hôm nay là cái căng gỗ. Thì cặp loa này là cặp loa 4 tấc nha, một trong những dòng loa lớn của hãng. Và đặc biệt là trong cái mùa này, mùa hè tháng 6 tháng 7 này 2023 này, có cái mức giá rất là gọi là rất là hấp dẫn luôn, rẻ hơn vài triệu so với năm trước và đặc biệt là so với thị trường các shop miền ngoài đang bán nha. Thì bây giờ mời anh em cùng xem qua. Thì Khôi cũng đang test nhạc luôn nhé. Đây. Đây, đây đang rất đẹp. Tình yêu đã chết từ đây, giọt mưa như nước mắt đây. Tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chút duyên thừa. Cuộc tình người thắng ta. Rồi tí Khôi sẽ test một các khúc hoàn chỉnh nữa nè. Còn bây giờ thì mình tập trung vào cái sản phẩm. Đây rất là đẹp. Cái căng của nó này. Nó xịt ốc vào 4 góc nha. 4 góc có 4 con ốc. Ngoài cái lớp gỗ thì nó có những lớp bố. Anh thấy không? Các cái đinh đồng nha. Ngày xưa là mạ gold, gọi là mạ vàng đó. Rất là đẹp. Cái căng rất là mới luôn này, thật sự mới ha. Rồi, đây mình sẽ cho nó quang bên, mình trở lại với cặp loa bass 4 tấc, bass giấy anh em nha. Dòng đó, dòng này là dòng gân mút. Đa phần có cái hàng Fisher thì đều là gân mút anh em nha. Nó là thiết kế gân mút, vì sao nó là dùng có công suất đến bolero, đến trầm rất là hay. Rồi cái dòng này anh em thì nó là cụ từ vuông, giống với KLH nha, với Evan đó, nên nó Evan cũng phải thay gân anh em nha. Đó, còn KLH thì nó là gân ngược, nó sẽ không ra được trầm bằng cái cặp loa này. Rồi thì ở trên này anh em, nó thiết kế hàng này thiết kế hai loa chép giấy nha, rất là mộc mạc, phù hợp với nhập vào Việt Nam và chưa bung móc luôn. Tại vì ở đây nó có đất sét anh em, có đất sét này, mình gỡ nên nó sẽ bay cái đất sét này ra. Thì có khẳng định mình em chưa đụng chuột vít vào, rất là mới ha, đồ mới là không phải bàn. Rồi bên cạnh đó có một cái loa chép, thì cái loa chép này cũng là chép giấy, nhưng mà đây là một trong những chép cao cấp, cục tròn, nó được sử dụng trong các dòng loa RSL này, Marantz này, rồi trong cái dòng loa Antes 879 mà Khôi hay bán á nha. Đó, anh em cùng xem. Chưa bung móc nha, chưa bung móc. Rồi thì loa thì đẹp vuông bức này, anh em thấy cặp này rất là to ha, bass 4 tấc thì cái chiều này thì chắc chắn nó là phải 44 nha nè, 4 tấc là 44 ha, chiều cao thì nó tầm 70, nó bằng với JBL 100 sen á nha. Đó, mặt đít của nó này vuông bức, không có xì ba, không túc tác gì luôn nha. Đó, rất là đẹp. Đây cọc loa của nó là xít ốc. Đó, XB99 này, KC là gọi là cái dù của anh em nhé, 8 mô, made in USA New York nha. Rồi thì đó là về cái hình thức này, thì hai cái nó giống nhau. Đó, Khôi không có thấy cái số series nó bị mất đâu rồi á, nhưng mà Khôi cảm giác như nó là trùng series ha. Loa rất là đẹp, anh em cùng xem, nó rất mộc mạc ha, nguyên bản mộc mạc. Bây giờ thì còn cái bên này thì Khôi cùng tháo luôn nha, anh em đợi nha. Một lần tháo là mình tháo các cái lóc này ra, mình sẽ lấy được cái căng này nè. Đây. Đây, rất đẹp ha, cái căng là tuyệt vời tuyệt phẩm. Cái căng này nó còn rất là mới luôn, nên cũng nhìn các cái đinh bấm này. Ngày xưa họ bấm bằng một đinh màu vàng mà đồng ha, rất đẹp. Rồi đó, anh em cũng thấy nè, tiếng loa rất đẹp. Cái chỗ này không phải là nó bị hư đâu, cái này là trong cái côn đó, người ta tẩm dầu anh em nhé. Đó, ngày xưa nó làm như vậy. Rồi loa thì thôi bao đẹp cho anh em luôn, bao đẹp xuất sắc luôn ha. Đó, cùng xem qua.
Đấy, rồi. Đít mông nó này nè. Nào. Đây. Mọi thứ là hoàn hảo, chỉ việc là mình có thiết chơi hay không thôi. À, nếu mà gọi là so với một cặp loa Nhật Bioner 99 AFB thì nó mới chỉ bằng 1/3 thôi, tại vì có hơn 15 triệu chút. Và so với 88 thì cũng bằng một nửa thôi. Đó, nên là anh em cân nhắc lựa chọn giữa cái vấn đề là thương hiệu và chất âm. Khẳng định với anh em, đến Bovero Nhật và kể cả chơi cối thì nó rất là ấn tượng luôn nha. Những ai đã chơi rồi mà xem được clip này thì cũng rất mong sẽ cho Khôi một cái bình luận, một cái comment nha, để những người chưa chơi họ biết tới và dễ dàng lựa chọn, không phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Mức giá rất là rẻ này. Anh em cùng nghe thử chất âm Bolero Nhật vàng, rồi sau đó mình sẽ chốt giá và giao dịch cuối clip. Và yên tâm là giá rất rẻ, rẻ hơn vài triệu so với những năm trước anh em nhé. Anh em cùng xem tiếp clip với Khôi, giá tham khảo trên 15. Nếu như mà tới đây mà mình không đủ tài chính, mình ít hơn 15 triệu thì thôi mình cũng bỏ qua, mình không phải quan tâm về cái mức giá nữa, tại vì mình sẽ lựa chọn một cặp khác. Đó là theo cái góp ý của nhiều anh em, nói là cứ báo giá để tham khảo, để người chơi họ không mất thời gian thì ok, mình phục vụ luôn. Còn những ai mà đam mê thì mình cùng nghe thử chất âm cho vui đó nha. Nơi nào có con người.
Khôi đã test thử một ca khúc nhạc vàng Bolero của Thúy Hòa này, ca khúc mà mình đã nghe rất là nhiều năm vừa qua. Thì để anh em cùng hình dung, không phải là Khôi không test nhạc mới, nhưng mà Khôi cố tình test những cái bản nhạc quen thuộc để cho những người nào mà chưa chơi hoặc là chưa biết tới cái dòng loa này thì mình có một chút xíu cảm nhận ha. Cặp loa rất đẹp, rất hay, rất là tuyệt vời luôn. Đặc biệt là một trong những cặp loa của cái hãng này có cái căng đẹp nhất nha. À, thì giá thì cũng rất là hấp dẫn luôn, bát 4 tấc nha, mà so với các dòng loa Nhật BLE, so với 99AFB thì nó chỉ mới bằng 1/3 thôi, so với 88A thì nó bằng 1/2 thôi. Đó, anh em cân đối giữa cái việc lựa chọn thương hiệu và chất âm. Loa Mỹ thì chắc chắn rồi nè, một thương hiệu đẳng cấp như vậy thì không bao giờ dở nha. Anh em lưu ý như vậy, có thể là mình chưa chơi, mình chưa biết tới, nhưng mà mình cứ tìm hiểu, mình nghiên cứu để mình mua được một cặp loa vừa sang vừa hay nha, có giá trị hơn về so với đồ Nhật. Thì nếu mà mình thích sưu tầm á, thích cái thì mình chọn đồ Nhật, còn thích chất âm thì mình cũng nên lựa chọn nhiều cái thương hiệu của Mỹ. À, nó ít tên tuổi nhưng mà nó hay về chất âm nha. Thì mức giá đẹp cặp này trong cái năm 2023 và đặc biệt là trong cái mùa hè cuối tháng 6 rồi, chuẩn bị vào tháng 7 rồi, thì có cái giá rất hấp dẫn luôn, rất tốt luôn rồi nè. Giá chỉ rơi vào giá là 17.500, so với các shop đang bán, so với những năm 2021-20 thì đã ngoài 20, nhưng mà trong cái mùa này thì chỉ bán để mục đích là thu hồi vốn để xoay sở thôi. Anh em cân nhắc, vì có điều kiện thì nên chơi nha. Rồi giao dịch, về giao dịch thì tin tưởng nhau thì chuyển khoản cho tiền nữa nè. Còn nếu như mà ngại thì chưa yên tâm á, thì cọc trước cho Khôi 30%. Loa thì Khôi không bao ship, nhưng mà đóng hàng đặt bạc nha. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Còn khách ở Sài Gòn không tìm ghé hoặc là không chờ được thì mình hỗ trợ gia đình nha. Rồi một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.